Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người mẫu Panasonic CFR-Z6 nha mọi người. Siêu nhỏ luôn, màn hình chỉ có 10 inch thôi. Đây là 14 inch, bản lớn nhất của Panasonic. Đây là cái bản 12.1 inch, là thường thường là Panasonic sẽ là 12.1 inch. Và đây là cái bản màn hình inch nhỏ chỉ có 10 inch thôi. Nó thường thường Pana nó sẽ có 3 cái bản như thế này ha. Mình quay cho mọi người xem được là cái gọi là cái size của nó như thế nào mọi người, nhỏ xíu 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 luôn nè. Cái tay mình cầm mọi người thấy nè, rất là nhỏ gọn. Cái rời giá 6 này là gặp cảm ứng 360 độ, gặp lại thì sử dụng như cái máy tính bảng rất là chắc chắn luôn. Nhưng mà có điều là nó dở cái là cái ngoại hình nó xấu, nhưng mà chắc chắn là xấu thì sẽ có giá xấu thôi mọi người. Cho nên mọi người từ từ theo dõi, mình sẽ báo giá rõ ràng nha. 362 là mã mình đặt cho máy nha. 10.1 inch, giờ mình sẽ quay cho mọi người xem là nó cảm ứng như thế nào. Đây ha, đây phím, phần này là gặp cảm ứng mượt mà. Đây 10.1 inch rất là tiện gọn luôn. Và giới thiệu đến cái cấu hình Panasonic CFR-Z6 i5 thế hệ 7 nha mọi người, i5 gen 7 á. Mà cái dòng 2 in 1 của dòng này là thế hệ 7, nó sẽ như thế này, đều là i5 gen 7 nha mọi người nè. Đây nè, i5 Pro gen 7. RAM 8 và SSD là 256GB. Cái này nó còn có cái bản là RAM 4 SSD128 nữa mọi người. Nhưng mà đây là RAM 8 SSD256, là mình thoải mái sử dụng văn phòng, hoặc là đôi lúc ví dụ như cần cái laptop gọn tiện, nhẹ. Cái dòng quân đội của Panasonic thì con này là quá ok luôn. Độ phân giải màn hình là Full HD. Và cái size màn là 1920x1200, size vuông vức đó mọi người, nhìn nó rõ và nó đẹp. Chống chói là cực kỳ ok, cảm ứng là siêu mượt mà. SSD là 206GB ha, màn là đẹp, không có phản quang, không gì hết nha. Cái này bị cái nhược điểm là ở dưới phần đế nó xấu, phần mặt nó cũng xấu nữa. Có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế đúng khuôn của cái dòng này luôn ha, dán vào là gọi kiểu quốc tế ok. RG6 rất là nhiều khách hỏi mình là có RG6 hay không. Nhưng mà đây là RG6 là cái bản option là cao nhất của RG6 á mọi người. Nó còn có i3, rồi nó còn có RAM 4 như nãy giờ mình nói đó. CFR-Z6 chỗ này là có bị trầy nè, bị trắc nè. Cái này là hộp vỏ, hộp kim nhôm với magie siêu nhẹ, siêu bền. Cái hộp kim của nó là có khả năng chịu lực cả 100kg, là những cái dòng này nè, gọi là những dòng quân đội của Pana là đa số nó vậy. Này thì có bị trầy trắc cái vỏ nè, trầy mòn, cấn vỏ nè ha, xấu, trầy nè, trầy đó. Ở bên trong hai phần trầy vậy ha. Còn màn hình hay mọi thứ hoàn hảo rồi, ok lắm, bản lề êm mềm. Cái vỏ ở ngoài cũng xấu luôn nha mọi người. Cái dòng này thì nó không có đẹp, tại vì người ta cứ nghĩ dòng quân đội lưu kho này kia có trầy mòn nè, nhìn nghiêng là có hằn mòn trầy xước. Nói chung là nó xấu, quá trời xấu luôn. Pin này thì nó tầm 2 giờ đổ lại thôi nha mọi người, không có nhiều. Máy thì kèm sạc zin. Cái sạc của nó là đây, sạc là đây, đúng sạc nha mọi người. Sạc zin của những cái dòng này, mỗi dòng Pana, mỗi cái dòng sẽ có mỗi cái sạc khác nhau. Sạc của nó là khi mọi người tắt nguồn khởi động lại nó không có báo lỗi là mới đúng là zin, chứ bình thường vẫn sử dụng sạc đỡ được, không sao cho nhau được. Nhưng mà tùy mỗi dòng sẽ có sạc. Tất cả máy của mình là về đều sạc zin theo máy hết, mình mọi người không có lo. Chỉ quan tâm tới cái ngoại hình là nó có bị xấu, trầy tùm lum tà la vậy thôi. Ở trên phần cạnh này cũng có bị trầy luôn nè. Nói chung là máy xấu trầy ha. Ngõ sạc nè, HDMI, thẻ nhớ USB, rồi mạng LAN nó cũng có trầy mòn tùm lum nha. Đây, ngõ tùm lum nhỏ mà có vỏ lắm mọi người. Cái dòng này thì có rất là nhiều người thích cái dòng RG6 này. Và mình báo giá mọi người, cái con máy này nó xấu thì giá chỉ có 3 triệu thôi ha. Cái tình trạng như mình nói, nó pin dưới 2 giờ nó hên á thì sẽ hơn. Tại vì mình làm biến test, đây là mình chân thành luôn. Cái lô này là nó về được 4 con. Thì mình, tại vì mình dựa theo cái dòng rời giá 6 thì thường thường nó vậy thôi. Nhỏ pin có chút xíu à, là pin nó tầm 2 giờ đổ lại đi. Ai hơn được thì mừng nha mọi người, còn không được thì cũng tầm 2 giờ đổ lại thôi. Nó vậy thôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì inbox mình 3 triệu cho cái con này, 362, máy kèm sạc zin, tặng tấm dán phím quốc tế. Mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều.